Và mỗi sự kiện mới chúng ta lại gặp nhau đây. Hôm nay cảm ơn bé Thỏ nha, Phương Phương nha. Hôm nay mình sẽ review sang Kagishi mà rất là biệt các bạn ạ, sang trên nick của ba bạn nữ luôn anh em. Wow, nick của Phương Phương thì ta nói học sòn nhiều quá, đúng là con gái thì chứ toàn học sòn anh em. Và mình nói sơ sơ về sự kiện Kagishi kéo dài tới ngày 30 tháng 4 đó. Và anh em lưu ý nên dọn sạch hộp thư trước khi sang và không nhận túi đồ. Lưu ý không nhận những cái vật phẩm trong túi đồ, tại vì cái này nó không có đổi được anh em à. Đây mới sang là mẫu cho các bạn để hỏi tại sao mới không đổi, không làm gì đá đụng với túi đồ. Nó ok, được 99 vào túi đồ. Bấm chọn nhanh gửi về hộp thư, không có nút đổi quà. Anh em mà sai lầm quốc một phát là cái kính mệt hộp thư 100 hộp thư hiện tại gửi hỗ trợ Gagena không cung cấp lại kin và hơi bị khó chịu chỗ đó, nên anh em trước khi sang phải dọn sạch hộp thư gửi hỗ trợ rất là khó và cực nha. Hiện tại thì tùy, nói chung là mới thấy nhiều trường hợp bị rồi nên mới cảnh báo cho mọi người. Và mọi người xem video thì nhớ lưu ý nhấn nút đăng ký kênh và đăng chuông, sự kiện mới mới sẽ review chụp bạch cho mọi người coi nha. Và anh em hỏi tại sao mới lại up kênh phụ không up kênh chính, kênh chính ngày mai mới up được anh em à, tại vì mới bị vẫn bị một cảnh cáo cộng đồng nên vì thế mới phải up kênh phụ cho mọi người coi nha. Và đầu tiên Phương Phương thì cũng có 5.200 quân quy để xem là khi mới nhận được trang phục Kagishi thì sẽ còn bao nhiêu quân quy. Nhưng mà mới thấy rằng thì sự kiện này phải săn full đó các bạn ơi. Chúng ta 1.000 điểm thì chúng ta mới nhận được trang phục Kagishi nha. Để xem là ba cô gái chúng ta solo xem thử cô gái nào hơn nha. Anh em biết ba cô gái là ai rồi, Phương Phương này, Y Nhi này, Ti Vân này, đó. Ba cô gái anh em à. Ôi có vẻ như là phải full rồi anh em à. 5.200 quân quy mà tới đây là cũng tới công chuyện rồi anh em. Ok, 980 điểm rồi. Bây giờ mình sẽ sang từ từ để kiếm cái gậy cuối cùng và nhận trang phục Kagishi. Chính thức chốt đơn là 5.000 quân quy. Bé đầu tiên Thỏ Virus Phương Phương chúng ta lấy trang phục Kagishi với 5.000 quân quy nha các bạn ơi. Kin thì nó sẽ gửi chi tiết hộp thư và chúng ta sẽ nhận đây. Nó đây nha, các bạn lưu ý đừng hỏi mía tại sao không thấy Kin nha. Vào túi vào để mở nha. Và chia tay với Phương Phương, chúng ta đến với nick tiếp theo. Nick tiếp theo Y Nhi. Ôi toàn hộp sòn không nha. Wow. Bật gan. Thách đấu anh em à. Đúng là đánh khiếp thiệt chứ. Đây là nick của Y Nhi nha. Nít thì cũng chả thiếu gì đâu anh em, chỉ thiếu Kagishi thôi. Khoa này săn Kagishi nữa là đủ bội luôn các bạn ơi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ xem là Y Nhi của chúng ta sẽ cần bao nhiêu quân quy. Y Nhi thì cũng có khoảng 5.300 quân quy anh em, để săn xem là còn bao nhiêu quân quy cho các bạn được rõ nha. Cái này thì các bạn hỏi mía có mẹo gì không? Có, mẹo là các bạn may mắn. Chứ còn mà cái này mía thấy rất là khó để chúng ta nhận được sớm Kagishi nha. Thường thường thì mía thấy toàn là 5k quân quy thôi. Và hiện tại thì anh em hỏi bên mía hoạt động quân quy đồ bình thường không thì vẫn bình thường nha các bạn ơi. Mà mía không có BG trên YouTube được thôi. Và hiện tại thì vẫn chuyển sang phở bò để hoạt động bình thường. Anh em có thể trước giờ quen như thế nào thì có thể như thế đó nha, vẫn bình thường như cũ. Ok, đối với Kagishi thì để xem là Y Nhi của chúng ta sẽ rồi cũng giống như Phương Phương full rồi các bạn à. Thì chúng ta có nhiều gậy thì chúng gậy phụ trợ thì chúng ta sẽ nhận sớm, còn không thì vẫn phải đây các bạn à. Bạn ấy cũng 4.600 quân quy đấy Y Nhi là không? Ờ, đúng rồi. Cứ vào đó các bạn à, 4.600 tầm đó. Đang nhà hy vọng Betty Phương Vân của chúng ta sẽ hơn nha. Ok, review Nitty Phương Vân. Betty thì chỉ có một mình một cục Caffeine thôi.
Và nít thì ta nói khá là VIP nên chả thiếu gì đâu anh em. Và bây giờ chúng ta sẽ review tí xíu, mình sẽ test kin, test khung trên nít của Tư Vân nha, cho các bạn được gõ luôn, xem luôn. Và bây giờ chúng ta sang xem thử xem Tư Vân có hên hơn không. Tư Vân thì có 5.800 quân quy, để xem mấy sang ra thì sẽ còn bao nhiêu quân quy. Hy vọng sẽ có một cái gì đó may mắn, cô gái cuối cùng của chúng ta sẽ mang cái gì đó thật bất ngờ đối với anh em chúng ta nha. Nào, ra gậy nhiều hoặc là ra luôn kin đi nào. Cũng có cơ hội đó, nhưng mà cái cơ hội đó mong manh lắm anh em. Mía thấy cái lớp mía soi còn chưa thấy nữa, nên vì thế nha. Có bạn nào mà ra sớm cần DC thì các bạn có thể vào khoe trên cộng đồng của anh em chúng ta, khoe cho anh em biết nha. Chứ ở đây thì mía thì chưa thấy gì cả, chưa thấy luôn. Hai nít là toàn 5k thôi, coi như là 5 nít nào cũng full 1.000 điểm cả. Hy vọng Tư Vân chúng ta sẽ có gì đó trôi chảy hơn, sẽ mượt hơn nè. Rồi tới đây ít điểm rồi. Rồi 5k chắc rồi anh em à. Rồi 5k luôn anh em. Hồi nãy 5.800, bây giờ còn gần 900 thì cho 5k luôn các bạn à. Mình thấy sự kiện này toàn là chơi full 5k thôi các bạn à. Sau khi review ba nét thì mới nhận thấy ra. Anh em nếu mà anh em có muốn săn cho một cờ GC á, thì anh em nên chuẩn bị kinh phí là 5k quân quy thì mới dám săn. Chứ còn mà giống như những kin khác mà 2-3k, 3-4k thì thôi bỏ ý tưởng đó đi. Ok, cảm ơn T-Chicken nha. Và bây giờ mình sẽ review nhận kin, test khung và avatar, sau đó review kin trong game cho các bạn được rõ nha. Mình thấy có kin quánh mạnh lắm anh em à. Hay vậy đó, đôi lúc anh em hỏi có kin thì quánh nó như thế nào, nhưng mà theo mía thì mình thấy kin đánh nó kiểu như nó mạnh hơn, hoặc là di chuyển thấy ok hơn đấy các bạn ơi. Thì tùy vào anh em à, mía thì mía không có phiên anh em gì cả, tùy vào kinh phí của các bạn, thích thì săn, không thích thì thôi. Mía thì mía sẽ trải nghiệm săn cho các bạn xem để các bạn biết. Đây đó, cái avatar này thay luôn đi anh em. Thấy dù cái hình của bé Ti khá là đẹp nhưng mà thôi anh thay luôn nha em, cho nó chất. Dù em ấy rất là xinh nhưng mà thôi, cờ GC hôm nay chiếm sóng nha em. Đây rồi, trang phục cờ GC lốc xoáy. Và bây giờ vào game test thôi. Đầu tiên hiệu ứng biến về, đây là trang phục đời đầu nên vì thế các bạn đừng hỏi có nút bấm và phụ kiện hạ gục nha, chủ yếu có hiệu ứng biến về đấy. Và trong game thì cô ấy bận một chiếc đầm xẻ chân đó. Đây mới cũng xét âm thanh các kiểu rồi mà sao không nghe âm thanh hung, các bạn có gì thông cảm nha. Chết test chiêu trước nha. Đó, ây da, ui cũng thấy mạnh ghê anh em à. Cờ xi mùa này thấy đã bá lắm các bạn ơi. Rồi, mía cũng rất là thích cờ xi. Và ok, như vậy clip của mía tới đây cũng kết thúc. Cảm ơn em xem cờ clip rất là nhiều. Chúc anh em một ngày thật vui vẻ. Và đừng quên like, bật nút chuông, xem nhiều clip review sự kiện mới nha.